Tất cả các bạn, đây là xe của mình. Ồ không, nhưng hôm nay mình sẽ không đánh giá xe này, mình đánh giá một chi tiết nhỏ trên xe. Đây, đây dành cho những anh chàng shipper, anh chàng đi giao hàng, những anh chàng chạy Grab ở ngoài đường đây. Này là giá kẹp, giá đỡ điện thoại, kiêm sạc nha các bạn. Này có thêm chức năng là kiêm sạc, cục này là cục kiêm sạc nha. Này là mình mua hồi lâu rồi, mình mua được một năm rồi. Một năm sử dụng là một năm rồi mới đánh giá cho các bạn. Khi lúc mua mới thì bạn có một cái hộp, một bộ này. Kèm theo đó là một cái dây màu đen nó nằm ở đây. Các bạn có thể bỏ vào đây khi nào cái lò xo này nó lỏng này. Nhưng mà cái mình dùng một năm là không thấy lỏng, mình giục cái đó đi rồi. Chẳng có tác dụng gì cả. Tác dụng là để kẹp cho cái này nó chặt, mà thấy phải nó chặt quá giờ nó còn cứng ngắc này. Bạn thấy không? Tổng quát qua thì toàn bộ cái này là màu đen. Ở đây là bằng nhôm hay là sắt gì đó. Bằng sắt hay là inox, hay là sắt mà inox gì đó, mình không rõ nữa. Đó, tổng quát qua là màu đen, các bạn thấy không? Sơ qua màu đen hết, nhìn rất đẹp. Kẹp điện thoại bao chắc. Rồi, tiếp theo là tới phần phía này. Cục như này này các bạn, hai cục, đây có hai cục tròn. Đây một cục bên này, bên này một cục. Mục đích của hai cục này á là khi bạn nới lỏng cái con lốc này ra là để cái này di chuyển qua đây hoặc di chuyển qua đây hoặc di chuyển qua đây đó, các bạn hiểu không? Nghĩa là tùy chỉnh theo ý mình thích, này hướng xoay xuống đây cũng được, xoay lên cũng được, xoay như thế nào cũng được hết. Nhưng mà ở đây là mình vặn chặt luôn rồi, mình để cố định như thế này luôn chứ mình không muốn thay đổi. Ngày xưa đây này các bạn nhìn cái con lốc này nha, ngày xưa nó là con lốc to, con lốc dài, lúc mua mới về á là nó dài. Nhưng mà cái đó thì mình tháo bằng tay được, ví dụ mình tháo tay là mình để di chuyển cái này nè. Nhưng mà mình tháo tay được thì người khác cũng tháo được, mà người khác cũng tháo được á thì dễ mất lắm các bạn, nên mình không có làm vậy. Mình bỏ cục đó rồi, mình lấy con ốc 10 mình bỏ vô. Rồi nó đó mình sợ mình bỏ ngoài bãi xe người ta lấy mất của mình á, mình thay rồi, thay bằng con ốc 10 này. Rồi tiếp theo là phần cục sạc. Đây là cục sạc nha các bạn. Đây, cái dây này mình đấu trực tiếp vào trong bình luôn. Dây này dài 1m7. À, cái dây này dài 1m7 nha các bạn. Các bạn yên tâm đấu xuống bình, bình xe của mình ở đây này. Đây, đây. Nó nối lên đây. Đó, mình bãi dư sức luôn, còn dư một đoạn ở trong nữa. Xe các bạn nào mà đấu dài thoải mái. Rồi. Đây là cái ổ sạc của bạn, ổ sạc của mình này. Ổ sạc ở đây á, thì cái vỏ bên ngoài cái nhỏ nhựa này này, các bạn nó ghi là 5V 2A. Các bạn có thấy không? 5V 2A nghĩa là sạc nhanh á, nhưng mà thực chất mình sử dụng thì nó không có sạc nhanh đâu. Cái cục sạc bình thường của mình vào được 3 phần, cục này chỉ có vào được 2 phần thôi. Có nghĩa là nó không như cái để ở đây là 5V 2A. 5V 2A thì sạc bao nhanh luôn các bạn. Súp bình nhanh luôn á, nhưng mà nó không có nhanh như vậy đâu. Đó. Cái này là cái cao su chống nước, mình mở ra là cái cục sạc ở trong. Cái đầu ra các bạn thấy không? Ở đây có công tắc trắng nhỏ nhỏ này, các bạn thấy chưa đó? Bật lên. Hè nó sáng. Tắt đi thì nó tối, vậy thôi. Bật lên là báo hiệu mình đang sử dụng, muốn sạc, tắt đi. Bên đen là để chống nước. Đó, một năm sử dụng. Xem có đáng để mua không? Cái này mình mua trên Shopee. Hồi mình áp mã giảm giá là có 135.000. 125.000 thì phải. Không biết giờ nó có rẻ hơn không? Hồi mình mua là có 125.000 thôi, chung là rất rẻ. Mình sử dụng được 1 năm rồi. À, nhược điểm của nó đây, mình chỉ cho bạn nhược điểm của nó. Nãy giờ nói toàn ưu điểm không à? Nhược điểm của nó đây. Bạn thấy không? Nhược điểm của nó đây. Dùng 1 năm rồi nó mất cái keo ở trong các bạn. Đó, thằng nào cũng rút ra được hết. Đó, bạn thấy không? Ừ. 4 con rút cả 4 luôn. Nhưng mà không sao hết ạ, nó rất là chắc nha các bạn. Rút thì rút được vậy thôi, nhưng mà này ở đây rất là chắc. Nếu các bạn muốn chắc thì các bạn đổ keo vô. Keo 502 đẩy vô cái, đẩy vô cái, đẩy vô cái. Nhỏ một chút một ít thôi, đừng nhỏ nhiều quá nha. Rồi mình thử cái điện thoại cho bạn coi. Thử sạc cho các bạn coi nha. Đây. Cắm bên kia rồi, để cắm đầu này vô. Đó. Đang sẵn nha các bạn. Các bạn nghĩ cái này lỏng thì sợ bị dịch hay không? Có đâu nha các bạn. Bao dịch luôn á. Này các bạn. Bao dịch luôn. Tại vì các bạn biết sao, cái này là cái bằng cao su nó rít chặt lắm.
cái lò xo nó cứng, nó ép hai cái điện thoại mình vô á. Lần đầu mình mới mua về mình cũng nghĩ là ở cái này chắc giật này, mày giật đi, bao giật luôn đấy, không giật được đấy các bạn, yên tâm, không ai đi qua mình giật được cái điện thoại ra đâu. Nào mà giật ra thì gọi điện lên cho mình nha, gọi điện lên cho mình đi tìm xe cho, tìm điện thoại cho, không giật được, bao giật, rất là thoải mái nha các bạn, rất ngon này, tháo ra cắm vô lại này, đó, rất tốt nha các bạn. Rồi, như vậy là xong, mình nghỉ giải xong. Link thì mình để dưới kèm dưới mô tả. Có bạn nào muốn tham khảo thì nhấp vào link mua. Và cảm ơn các bạn đã coi.